Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước tình hình đó, Chính phủ và các bộ ngành đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn như miễn giảm thuế, định hướng phát triển các nguồn cung cấp nguyên vật liệu trong nước, tăng cường hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học và công nghệ đáp ứng công tác phòng chống dịch và phát triển nguồn nguyên vật liệu trong nước. Để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, đón đợi cơ hội, nhiều doanh nghiệp đã tìm kiếm mô hình phát triển mới, trong đó ứng dụng khoa học và công nghệ, tăng năng suất, tiếp cận chuyển đổi số là hướng ưu tiên. Chương trình được Truyền hình Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện trong khuôn khổ của chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong cả nước trong lĩnh vực sản xuất giống cây trồng. Tuy nhiên, năm 2020, Tổng Công ty Giống Cây Trồng Thái Bình cũng bị ảnh hưởng kép bởi dịch COVID-19 và thiên tai khắc nghiệt, với hàng ngàn hecta không thu hoạch được nhưng vẫn vượt khó, tập trung nghiên cứu và phát triển nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ. Trong đó đã công nhận 3 giống lúa mới, đóng góp vào kho giống tốt của cả nước. Nhờ đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và sản xuất, đơn vị đã đạt được nhiều thành tựu trong việc nghiên cứu, thử nghiệm và lai tạo giống, góp phần gia tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Năm 2020 cũng là năm đầu tiên công ty ứng dụng thành công công nghệ chỉ thị phân tử để nghiên cứu, tạo ra những giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng sâu bệnh. Đặc biệt là phát triển giống được chuyển gen kháng đạo ôn, chuyển gen kháng bạc lá là những giống lúa chủ lực trong cơ cấu sản xuất tại miền Bắc. Cái sản xuất của chúng tôi đã gặp vô vàn khó khăn trong cái Covid, mà đặc biệt là cái giai đoạn vào tháng 4 ấy, là chúng ta có cái cách giãn cách xã hội, nó làm đứt gãy cái hệ thống sản xuất chúng tôi. Sản xuất rồi không kiểm định đồng ruộng được, không tổ chức thu hoạch được, không vận chuyển được. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ nghiên cứu tạo ra những cái giống mà hạn chế tối đa của cái ảnh hưởng biến đổi khí hậu. Và nó có một cái bộ, đó là giống ngắn ngày. Thứ hai là có khả năng chịu lạnh, có khả năng chịu nóng, có khả năng chống chịu sâu bệnh và có khả năng chống đổ tốt. Đó là hướng của Thái Bình Seed khi mà sản xuất ra giống cho cái sản xuất nông nghiệp của đất nước. Trong bối cảnh nền kinh tế bị tổn thương bởi các cú sốc bên ngoài, các chuyên gia cho rằng chúng ta cần phải xem lại nền tảng của nền kinh tế. Một trong những nền tảng của nền kinh tế có thể nhìn thấy được chính là năng suất lao động của Việt Nam hiện giờ đang ở mức thấp và ngày càng tụt hậu so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Các động lực để tăng trưởng năng suất gần như cạn kiệt. Vậy nên giai đoạn sắp tới sẽ là một cơ hội để cải thiện một cách mạnh mẽ năng suất lao động và phát triển kinh tế số. Covid-19 đã vô tình tạo ra một cái cơ hội thay đổi cái phương thức phát triển và cấu trúc phát triển của kinh tế Việt Nam theo cái hướng là chúng ta sẽ áp dụng ngày càng nhiều hơn kinh tế số. Giãn cách xã hội là một trong những cái phương tiện cơ bản để chúng ta giảm thiểu tác động của Covid-19. Và chúng ta thay đổi cái phương thức làm việc với nhau, nhưng mà thông qua các cái phương tiện truyền thông, thông qua các cái công cụ công nghệ thông tin. Nhấn mạnh ưu tiên phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của tăng trưởng trong giai đoạn tới. Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, các đại biểu đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2020 để xây dựng chiến lược khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, trong đó phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá một cách toàn diện nguồn vốn đầu tư cho khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020 để có những giải pháp cụ thể và đầu tư thích đáng cho khoa học công nghệ, đặc biệt là trong giai đoạn tiếp theo. Tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào sản xuất đời sống, nâng cao chất lượng nghiên cứu và tính ứng dụng trên các lĩnh vực, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thúc đẩy phát triển mô hình kinh doanh mới, kinh tế số, xã hội số, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển đổi mới công nghệ, thúc đẩy triển khai và ứng dụng công nghệ mới, áp dụng các phương thức quản lý, quản trị hiện đại, phát triển sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, để khai thác và phát huy tiềm năng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, viện nghiên cứu, cần rà soát, hoàn thiện các văn bản dưới luật của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, Luật Khoa học Công nghệ và một số các luật liên quan khác, đưa ra hướng dẫn hình thành vận hành doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ trong trường đại học, nhất là các chính sách thúc đẩy thị trường khoa học công nghệ, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu, phát triển các quỹ đổi mới sáng tạo, quỹ hỗ trợ rủi ro. Rà soát điều chỉnh bổ sung chiến lược khoa học công nghệ quốc gia, quy hoạch dự báo nhu cầu đổi mới công nghệ gắn với quy hoạch lại mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học công nghệ quốc gia đủ mạnh,
để giải quyết các bài toán lõi về và các công nghệ phù hợp chiến lược mới để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, có chính sách thực sự đột phá và thiết thực để huy động được đội ngũ trí thức khoa học đông đảo từ các trường đại học, viện nghiên cứu tích cực tham gia vào hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngoài ra, cần rà soát, đánh giá lại và bổ sung mới các chính sách để thu hút đội ngũ các nhà khoa học quốc tế và Việt Kiều có đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Để việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cung cấp giải pháp công nghệ cần tăng cường đổi mới và tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp khi triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích xây dựng các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp áp dụng được trên diện rộng, đồng thời có chính sách hợp tác với các công ty phần mềm quốc tế để cập nhật các xu hướng và công nghệ mới, có chính sách sử dụng các phần mềm quốc tế với chi phí ưu đãi cho doanh nghiệp.